Tại nghị quyết mới đây, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có giải pháp trước mắt và lâu dài để quản lý thị trường vàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước phải khắc phục tình trạng chênh lệch cao giữa giá trong nước và thế giới, đảm bảo thị trường vàng hoạt động ổn định, hiệu quả, minh bạch, không để vàng hóa nền kinh tế và ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô. Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính cùng Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm tra giám sát, thực hiện quy định về hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong kinh doanh mua bán vàng. Việc này phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 6. Với những doanh nghiệp, đơn vị không thực hiện quy định về hóa đơn, Chính phủ nhắc lại yêu cầu rút, thu hồi giấy phép kinh doanh. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 5 năm nay, còn 5 bộ, cơ quan trung ương, 10 địa phương chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 và còn 6 địa phương chưa đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương hoặc bố trí ngân sách địa phương để thu hồi hoặc chưa thu hồi đủ vốn ứng trước. Vì vậy, Bộ đề nghị lãnh đạo các bộ ngành địa phương quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giải ngân đầu tư công. Các bộ ngành địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng nguồn tăng thu gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 6 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn. Ngày 7 tháng 6 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy toàn quốc năm 2024 vòng 2 khu vực 1. Hội thi toàn quốc vòng thứ 2 khu vực 1 là cụm thi đấu đầu tiên trong 6 cụm theo kế hoạch của Bộ Công an với sự tham gia của 14 đội thi là các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thuộc các tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Sau phần khai mạc hội thi, các đội thi tranh tài tại các phần thi lý thuyết và thực hành. Kết thúc hội thi, đội thi của tỉnh Thái Nguyên đạt giải nhất toàn đoàn. 3 đội nhất, nhì, ba là Thái Nguyên, Cao Bằng, Sơn La sẽ đi tiếp vào phòng thi toàn quốc diễn ra tại thành phố Hải Phòng vào tháng 7. Sáng nay mùng 7 tháng 6, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 hệ không chuyên của tỉnh Thái Nguyên thi môn cuối cùng là tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài 60 phút. Đánh giá về đề thi, nhiều thí sinh cho rằng đề bám sát kiến thức chương trình học. Các kiến thức được hỏi phần lớn nằm trong chương trình tiếng Anh trung học cơ sở. Các câu hỏi có tính phân loại chủ yếu nằm ở dạng đúng của từ, đọc hiểu. Như vậy là sau 2 ngày thi, toàn tỉnh Thái Nguyên có 120 thí sinh vắng thi, trong đó có 86 thí sinh đã được tuyển thẳng trước kỳ thi. Có 4 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi. Việc đảm bảo an toàn cho các thí sinh và cán bộ nhân viên làm nhiệm vụ coi thi đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác tổ chức thi đảm bảo an toàn, khách quan, đúng quy chế. Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, sau thời gian dài theo dõi hàng hóa được đăng bán trên các nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop, mới đây, đội quản lý thị trường số 10, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và quản lý chuỗi cung ứng quốc tế, phát hiện khoảng 2.000 chiếc máy tính bảng, điện thoại iPhone do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Với khối lượng hàng hóa lớn, đoàn kiểm tra của đội quản lý thị trường số 10 vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, phân loại hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định. Thời điểm mùa hè, giá lợn hơi thường có xu hướng giảm, nhưng năm nay thị trường thịt lợn diễn biến trái quy luật, giá lợn hơi không giảm mà lại tăng mạnh. Thiếu hụt nguồn cung là nguyên nhân khiến giá thịt lợn hơi tăng mạnh. Hiện giá lợn hơi tại miền Bắc trong khoảng 68-70.000 đồng một kg, tại miền Trung, Tây Nguyên từ 66.000-69.000 đồng một kg, còn tại miền Nam là 67.000-70.000 đồng một kg. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm 2024 đến đầu tháng 6 năm 2024 ước đạt hơn 2.678.000 lượt, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 44,6% so với kế hoạch năm 2024. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ đầu năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời tích cực thúc đẩy sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử,
du lịch đường thủy, du lịch y tế, du lịch mai, nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực, góp phần gia tăng sức hấp dẫn điểm đến thành phố Hồ Chí Minh. Các sự kiện du lịch kết nối văn hóa tại thành phố tạo được điểm nhấn như lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh, ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh thu hút khách trong và ngoài nước, đồng thời kích cầu du lịch nội địa tăng trưởng. Từ đầu năm 2024 đến tháng 6 năm 2024, khách du lịch nội địa ước đạt trên 17 triệu lượt, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch 6 tháng năm 2024 ước đạt 92.643 tỷ đồng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, trong 3 ngày qua, mưa lớn đã gây sạt lở đất, ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến nhiều nhà ở và công trình cơ sở hạ tầng giao thông, gây thiệt hại ước tính gần 9 tỷ đồng. Mưa lớn đã làm hư hỏng 83 căn nhà, nhiều công trình khác như kho chứa hàng, kè chắn đất, một số công trình hạ tầng bị rạn nứt do sạt lở đất đá. Hơn 233 hectare lúa, hoa màu bị vùi lấp cuốn trôi, gần 100 con vật nuôi bị chết do ngập nước. Tuyến quốc lộ 4A, đoạn Cao Bắc, Lũng Mật, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, đường tỉnh lộ 202, đoạn Bảo Lạc, Phan Thanh, cùng 11 tuyến giao thông nông thôn, gần 300 mét kênh thủy lợi bị sạt lở đất đá và gãy đổ. Sau thiên tai, các cấp chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, triển khai công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ các hộ bị sạt lở di rời đến nơi an toàn. Ngày 6 tháng 6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu Thủ tướng Cameroon, ông Philemon Jang làm chủ tịch mới. Ông Philemon Jang sẽ trở thành chủ tịch tiếp theo trong phiên họp thứ 79 của Đại hội đồng, bắt đầu vào tháng 9. Theo Chủ tịch Đại hội đồng đương nhiệm Denis Francis, ông Philemon Jang từng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban các nhân vật xuất sắc châu Phi của Liên minh châu Phi, được đánh giá là người cống hiến hết mình cho các nguyên tắc hòa bình, phát triển bền vững và phẩm giá con người. Một đài thiên văn mới được lắp đặt ở Chile có thể sẽ là đài thiên văn lớn nhất thế giới, được lắp đặt tại sa mạc Atacama phía bắc Chile. Đài thiên văn Rubin có đường kính ống kính 1,6 m, dài 8 m, nặng 3 tấn và có thể chụp ra bức ảnh có độ phân giải 3,2 gigapixel. Đài thiên văn này sẽ tạo ra khoảng 20 TB dữ liệu mỗi đêm và trong 10 năm khám phá vũ trụ sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu có dung lượng 15 PB. Mục tiêu của đài thiên văn này là tìm hiểu bản chất của năng lượng tối và vật chất tối trong vũ trụ, cũng như nghiên cứu khả năng trái đất va chạm với các tiểu hành tinh hoặc các ngôi sao và hành tinh gần mặt trời. Ngày 6 tháng 6, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã chính thức hạ lãi suất chủ chốt xuống 3,75%, đánh dấu lần cắt giảm đầu tiên trong 5 năm. Đây là động thái đáng chú ý trong bối cảnh áp lực lạm phát dai dẳng ở khu vực đồng euro gồm 20 quốc gia. Theo dự báo của ECB, lạm phát của khu vực này trong năm 2024 và 2025 sẽ cao hơn dự kiến, lần lượt là 2,5% và 2,2%, tăng so với mức 2,3% và 2% được đưa ra trước đó.